em lần. Gì ghê vậy ba? Một chấm ơn. Ô gì ghê vậy? Bắn gì ghê vậy? Ủa cái đó là cái gì vậy? Chọn con chấm ơn. Tao chọn con chấm ơn chết hết rồi ba. À mô ta. Khốn lụ. Như vậy, mày bắn mô ta như vậy. Anh chọn chấm ơn nãy 1 năm thằng chết hết rồi ba. Đi cho phí vậy. Tất cả do Hiếu. Nghĩa, lên Nghĩa. Rồi để sao kiếm có độ. Rap bài bài cái rap bài mình rap bài ra được không? Nè tao đây nè biết rồi nhưng mà ấy là không sao nè không ra được xe người rồi này tao thấy có băng sao mà có tụi Uniad kìa đủ quá nó bắn kìa rồi bắn gục cái thằng thằng ngồi bắn rồi mà ơi nó xuống xe ba ơi nó xuống xe không một xe lót rồi tao lót rồi Nghĩa lên mấy anh Nghĩa thôi tao còn có sao anh lên nãy giờ rồi anh lên nãy giờ mà ấy chưa lên rồi lên rồi để thấy veo luôn ba fuck you bitch để thấy veo luôn ba tao đi đâu ta dính thằng rồi mất rồi có new major intel nè nhắc lại cho nó chứ đi có gas station rồi đây anh hết đạn rồi lại chỗ gì đi tôi sẽ thấy con bèo đứng yên chỗ hoài vậy bị lắc rồi không lái được mà em phải đè cái cần quý chứ em đè cần quý chứ cần bên trái về phía trước chờ còn em không đè nó đứng yên luôn á là nó chỉ bay thôi đúng. Em không đè cần nó không liều á liều à quên thử sao không nó chơi tay cầm mà sao là sao em không lái được ra nhưng mà em bị cái gì không lái được là sao đấy là không có chạy về phía trước được hay không có chúa được mà đằng trước em đè cái cần bên trái về phía trước á nè đè ông ngoài không được á đè lùi lại đường nè mỗi lần cái tụt xuống rồi không em đáp xuống đi anh lái cho anh thấy nó không đi được em đáp xuống đi nó đi rồi anh lái cho hình như còn thằng nữa sớm anh thôi một bầy rồi em đẩy cần về phía trước á đẩy cần về phía trước nè cần bên trái á cái đó là bên trái đẩy về phía nè thôi em đáp xuống đây lái rồi cứ đá đi đổi chỗ lẹ anh thấy anh lấy máy bay cục xúc rồi thấy không nè anh đè cần bên trái nè em đè phải đè R2 nữa tới mẹ rồi lấy đạn xuống lấy đạn. Ở chỗ này nãy tao check rồi em chưa check mà nhiệm vụ chưa anh cũng chưa check luôn có cái major intel gì nè chỗ này mới nè chỗ này nãy tao chắc là mới với hai đứa bay này tao lấy rồi nhưng mà giờ tao không có đạn quá full load destroy the motor shell crate new mission đâu đạn đâu đúng rồi nó chạy theo quá nó nhìn đảo quá Máy này mà cái FPS nó không bị chót có địch cơ địch. Ủa má, cái này tao thấy đó, đồ á, tao bộ khó vô à. Giờ mày ra cái khu 5 sao mày đòi hỏi gì nữa ba. Sport chứ đi có sniper. Anh gì rồi, mọi người cứ nó phải sniper. Chắc đi từ từ nữa ba. Ủa, có xe tăng nè. Nghĩa? Ừ đúng rồi, có nó kêu là có một trong những nhiệm vụ nó có xe tăng á, đúng rồi á. Mà mày đi vô trong sâu cái hầm, ngay cuối cái hầm hình như có cái nòng ngắm hay là cái súng nào á. Cái súng ngắm MSR gì theo tôi nhớ là vậy. Mà không biết có phải chỗ này không nữa. Để tao coi map lại kìa. Tại tôi nhớ có Hoàng nó nói là nếu mà ra chỗ này mà cái chỗ nào mà có xe tăng á là cuối ngay cái hầm nó có một cái cây súng ngắm á. MSR á, cái cây MSR á. Để tao coi lại kìa. Nghĩa ơi, mày có muốn lái xe tăng không Nghĩa? Không không. Mày có muốn bắn xe tăng không? Không không không, tao đang muốn đi stealth qua, tao đang muốn đi stealth qua. Ê vậy cho tao bắn thử một cái nha ba. Ờ cái này đâu phải xe tăng, cái này là UAV mà ông nội. Ủa cái này, ghế ba. Mày bắn thằng có siêu không nội? Mày lỡ mày cầm vô luôn đi. Nó phát hiện ra tao nè. Bắn cái thằng có siêu á, cái thằng mập mập á. Tao lo tụi FF bạn. Thiếu phá hoại vải đái luôn á. Ô, em có tình nói tính phá hoại. Thì phá cái này hay sao đây? Cúp điện cái nhẹ nào. Cúp điện rồi, khu này cúp điện rồi. Má xe tăng để ổ được cục điện qua. Ôi, có thằng vô súng máy á. Sao Cường có muốn quá vàng không? Ồ, má chỗ này có trời bác bắn xuyên cái siêu luôn. Hên quá, hên quá. Ôi ôi. Chết mẹ xe tăng tao bị kẹt rồi mẹ ơi. Bỏ xe tăng đi ông nội. À, tao bắn thấy mẹ rồi, còn mày ngồi xe tăng. Đi cũng ngu. Đi cũng ngu. Kẹt rồi, đủ quá. Ủa beo rồi. Đây nè. Rồi anh Hiếu. Nó lên xuống máy. Đâu hết xe tăng. Bỏ đi, xe tăng kẹt rồi em. Tango down. Tango down. Tango down. Tango down, tango down. We got a location on the cartel's primary training camp in Montuyoc. Mission nearby network station. Phá cái xe đi kìa ba. Ừ đúng rồi, cái chỗ này anh với em vô rồi nè béo. Cái chỗ này hồi close beta á. Anh đi ra tới đây đường nè, xong cái anh giết nguyên một đám đó luôn qua hồi close beta đúng không? Anh nhớ cái chỗ này rồi. Chỗ này có cái súng ngắm á, đúng rồi á. Mà cái hôm mà anh đi tìm cái súng ngắm á, anh tìm hoài không ra. Nó giấu đâu kỹ vậy? Về đi tìm đi ba. Anh nghĩ trong khu này nè, chứ không đâu á. Ủa cái xe nằm đâu ta? Ủa làm sao vô trong được ta? Cái xe nằm đâu ta? Xe đã nằm ở trong ta. Ồ đúng rồi, mình phải bấm cái grenade launcher phá cái cửa vô ba. Ba Hiếu phá hoại Hiếu. Ô anh phá mà. Ê, tự nhiên nó vô cái animation đấm thằng kia vậy. Tao đang tính bắn. Tự nhiên cái tao không bắn. Tao không có ao được cái animation ba, cái nó đạp thằng kia ba. Đạp xong tao gục luôn. Trong đây có hai thằng nào beo. Đủ mới, tao tưởng là không cần phải giết lại từ đầu ba. Quên. Hostile kill. Đủ mới có trực thăng luôn kìa. Mẹ, tao tưởng là không cần phải giết lại từ đầu. Tao tưởng là vô là chỉ cần làm cái low up thôi, hiểu không? Mày lẹo quá Hiếu. Mày thấy nó đỏ nguyên khu vực không? Phải canh chứ ba. Còn má nó bắn em tao rụng luôn kìa. Ù quá dính luôn, ù quá, dính luôn. Á, bắn em rụng rồi nè. Chắc qua lấy... Ủa má tao bắn dính thằng kia, ngồi đang ngồi trong máy bay ba. Battlefield có khác, sau bao nhiêu năm tháng là... Ủa cái súng nhắm đâu rồi, cái súng nhắm nó đâu. Cái súng nhắm đâu rồi. Trời má, mấy cái thằng này nó bắn lén hoài luôn rồi. Target down. Cái súng nhắm đâu rồi. Qua lấy trực thăng. Qua lấy xe tăng chơi. Cái đồng, cái lúc mà mày bật nhắm á, lên nó chậm quá, cái đồng ngắm chậm quá. Súng nhắm nó nằm ở đâu vậy nghĩa? Súng nhắm là sao? Anh chưa tìm, anh mới lần trước anh mới tới được chỗ này à. Anh chỉ biết là có súng nhắm rồi, chứ chưa biết nằm đâu mà. Tại vì lần trước là anh vẫn còn đang có làm cái glitch nó ra được cái chỗ này. Cái này mà cái đồng ngắm nó nhanh hơn một tí là ngon rồi. Ê nãy tao bắn trúng một thằng trong cái máy bay đang ngồi qua. Tango down. Tango down. Tango down. Mày không rác quá ta. Mày chơi cái súng phóng lựu được không? Nó đang bắn tàu, bắn rác phải cái lồn. Cho tao tìm cách bắn vô cái... Má mém dính. Ủa má, nó cứ xuống máy xuống gần đây luôn. Ủa cái trực thăng, cái xe tăng ở đâu ta, đâu quên rồi. Ủa có lấy xe tăng bắn vô rồi. Dính liền. Má cái này nó cái quay này chậm quá. Nó rác quá. Bắn rớt máy bay. Có súng xe đồ má, anh có anh có xe tăng. Ủa, sao chết rồi. Ủa? Anh có xe tăng rồi mấy đứa. Đệt mẹ. Nó bắn mệt vãi luôn á. Quậy lên. Anh chỉ nghe đồn là có cái súng nhắm SMS không ơi. Nhưng mà nó kêu là như trong hầm hay sao, vô hầm nữa rồi. Mình chưa phá cái xe mà. Đây đến phá cửa rồi. Có người chạy ra bên ơi. Ơi vãi. Full load, từ từ Hiếu đang làm này Hiếu. Để ra nè. Cái này mà lúc mà mày bắn là mày muốn đổi sang cái kia mà phải đổi. Hostile kill. Hostile kill. Đây hình này có súng cũng ngon lắm rồi. Ủa quá nhìn đã vậy. Ê má có thằng sau. Hiếu Hiếu cứu tôi với Hiếu. Có thằng ngay đó Hiếu. Hết chưa. Hết rồi. Nhìn chỗ tao hết rồi. Như tôi nghĩ đi trên á, giờ đi hát đi còn hai mấy giây lên lượng luôn. Có thanh niên này bắn lén vải đá thì chứ còn hai mấy giây thôi. Ủa hát đâu vậy? Đây. Hát đi. Anh canh được khúc nào anh canh cho. Nicely done. The glass cartel stations on the air will always be able to move into the area. Nó lấy súng máy kìa, nó lấy súng máy kìa. Đâu. Ủa sao nó chỉ xuống dưới hầm vậy vậy? Ờ đúng rồi, dưới hầm kìa. 910 mấy mét nhưng vấn đề là làm sao để vô được cái chỗ đó. Hình như là cái hầm ở bên kia ba. Cái hầm bên kia lận. Đồ quá. Ồ mấy cái cây nào nó đã quá Hiếu. Xe có cái lưới chống đạn nè. Hiếu còn nè Hiếu. Thấy cây này được không? Xe. Ngon. Lên xe mấy đứa, lên xe. Rồi nó tìm cái hầm nè. Không cái hầm ở này nè, cái hầm nó chỉ qua bên này nè. Đồ quá xe nó đã luôn rồi. Cái hầm phải chạy qua bên kia mới qua được. Đúng rồi. Cái hầm nó tỉ tú bên này lần nào. Ơi có đằng sau rồi. Ê số lưng rồi. Vậy có chọi bom nó hiếu. Ui, mày cán tao. Má, thằng Hiếu nó đúng hoảng luôn ba. Nó lùi lại để cán tao luôn đồ. Tụi đâu bèo đéo thấy mà tụi nó nổ xe anh cái đồ tao lừa mới thấy đâu cái nó chọn bọn cao quá vô không tới bà cao quá không nhìn xuống được. Xuống nữa bùm. Đúng rồi tàn sát luôn Hiếu. Ê, cái này đâu có cái hầm đâu bạn. Ê, hay là bắn luôn. Chạy luôn đi. Ê, chạy vô luôn á. Bắn. Khoan nó tên sử sniper này. Có phải sniper không ta? Đúng rồi, sniper. Đừng cho nó nổ nha, Vô style đi. Đồ mới đi xe tăng mà style gì. Đừng bắn sniper má. Tao đang cần nó mà. Thôi mày vô mày quất cái đó đi. Thôi nhẹ. Bèo quất thoải mái bèo. Bắn đi bèo. Ui anh lên nóc nhà. Thấy gì bắn hết bèo. Béo phải ngang. Rồi, có cái này là ngon rồi. Bắn hai lò này ra, bắn hai lò này ra. Ủa nó đi. Cán luôn cho lẹ. Đó, cây này có cái nọng ngắm đẹp hơn, ngon hơn cái mấy cây này. Mấy cây của tao nhiều. Đừng lại. Ôi vãi, thằng này nó né hay vãi. Rồi, bèo, có súng nhắm kìa bèo. Bèo có súng nhắm kìa bắn đi bèo. Đâu xóa đi tao bắn rồi, xóa đi tao bắn rồi. Không, súng cạn với súng máy chứ lộn. Tao đang ở chỗ này nè. Ơi, đủ má rồi. Ủa mới ra đấy, ba nổ xe tăng luôn qua. Chúng ta hãy nghe lời nghĩa đi nè. Nó lặn quá ta. Cuộc sống. Ok anh dọn cái hút bên ngoài nè. Nó cây này bắn đã vậy. Có cái nòng ngắm nữa ba. Xử đẹp luôn. Má đang đi Rambo. Ui tí gì ghê vậy? Boom, target down. Nín liền. Rồi sao mọi người, sao rồi mọi người, sao rồi mọi người, sao rồi anh xử gần hết luôn rồi. Nó không ngờ nó nổ luôn vậy. Bắn cho nó, bắn cho nó. Ủa sao cái bên anh nó cứ bị vang cái tiếng của anh hoài, nghe tiếng anh hoài luôn. Mọi người check lại cái mic chứ. Alo. Như mic cũng meo quá. Ờ đúng rồi, cái hầm đúng rồi các bạn. Hình như cái này á mà. Đấy đấy, bỏ lên chứ. Mở sao tắt. We're clear. You all good? Hết vậy chưa? SMG, single boy. Ê, Hiếu, tránh ra. Ammo crate down. Ôi. What the fuck? Đó cái tí nó hình như một bên cô Hiếu mà còn như cô Beo á. Lúc mà Beo bật cái gì lên hay sao á? Bật gì đâu mà? Anh nghe cái nghe lù lù rồi, anh nghe tiếng. Đó. Có súng ngon lắm các bạn ơi. Nè, cái súng ngắm này mới gọi là súng ngắm chứ. Đó, cái này là hình như của Beo á. Quỷ. Rồi xong rồi đó. Được chưa? Alo. Beo nó alo. Hết rồi đó chứ, tự nhiên anh nghe bên đây mà anh còn nghe tiếng của anh nữa mà nghe hoài luôn á. Cái nòng này là nòng mở chưa của mọi người, mở hầm chưa đủ đã bà. Con tao có cây mới nè bà, FPX ngon. The Warhawk. Tôi có cái súng ngắm này ngon nè. Mọi người nói cái gì ở đâu vậy? Cái súng ở đâu vậy? Anh không biết nữa, anh chỉ nghe nói thôi à. Còn ở đâu thì rõ thì anh không rõ mà. Ôi, hai chỗ này, theo hai chỗ hồi nãy mà không tìm ra ta. Ai đi làm laser ba đó không? Nó kêu là có accessory rail, nó có gì mới nè, rail rồi skill boy. Đây có cây to 21 nè. Đúng rồi em, đây nè, đây nè, nó hiện lên bản đồ nè, nó phát hiện nè, MSR nè, cái hầm ngay đây nè, đó, em thấy không? Cái weapon case á, MSR đó thấy không? Đây cái súng ngắm đó không? Đó anh spot điểm á, cái thấy em thấy cái cây MSR không? Là tụi nó kêu là cái chỗ này hơi khó nhưng mà cuối đường hầm thì nó lại có mấy cái súng ngon lắm. Có cái Tor 21 nữa nè. Compensator. Chúng ta cần một cái nòng ngắm kìa. Đây lấy cái súng ngắm trước rồi lấy cái Tor 21 ha. Ủa chỗ này súng. Ủa súng ngắm mày lấy rồi với Hiệu, nguyên đám lấy được rồi đúng không? Thì mày vô mày lấy. Một đứa lấy thì một đứa. Nè, có cái này nè. T1 nữa nè. Tor 21 nè Cây này bắn Battlefield 4 hay đây có xe nào ba? Có cái điểm spot của em đi. Điểm B đó. Thăng kìa, hay là tụi bay muốn lấy trực thăng? Có điểm B kìa. Đi coi cái điểm B đi.